Thưa quý vị, giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước ta xác định là công tác quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, thời gian qua, nhiều nghị quyết, kết luận, chương trình của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cấp, các ngành đã được ban hành. Tuy nhiên, thực tế triển khai và kết quả đạt được trong công tác này vẫn chưa được như kỳ vọng. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng này là do công tác ban hành văn bản chỉ đạo ở các cấp vẫn còn nhiều hạn chế, cần khắc phục. Trên 54 văn bản liên quan đến quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện ban hành ở cấp trung ương, 40 đến 50 văn bản quản lý, hướng dẫn theo thẩm quyền tiếp tục được ban hành ở cấp tỉnh. Chỉ tính riêng chương trình giảm nghèo theo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có số lượng lên tới hàng trăm văn bản được ban hành. Điều đáng nói là số lượng văn bản tuy nhiều nhưng vẫn thiếu, do số lượng văn bản phân cấp cho địa phương ban hành còn nhiều, dẫn tới chồng chéo. Có những văn bản đã ban hành lại gặp khó khăn vướng mắc, dẫn đến phải chỉnh sửa, bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện. Nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp khiến các địa phương khó cụ thể hóa. Công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ấy, thì chúng tôi thấy là hệ thống văn bản chính sách, thể chế hóa đường lối của Đảng thì chúng ta đã ban hành khá toàn diện và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Hạn chế lớn nhất đó là có sự chồng chéo của các văn bản về hướng dẫn về công tác giảm nghèo. Có nhiều cái văn bản hướng dẫn cũng quá cho nên là nó làm mất đi tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Điều đó dẫn tới những tác động không nhỏ trong các kết quả đạt được của công tác này. Kết quả cho chương trình ấy thì chúng ta đã có đạt được một cái kết quả nhất định. Tuy nhiên so với cái mục tiêu của chương trình thì đạt được rất là thấp. Đặc biệt tức là trong cái quá trình mà giải ngân để mà đầu tư vào các cái nội dung của cái chương trình dự án mà đã đề ra thì nhiều khi là giải ngân là rất chậm hàng năm, dẫn đến như vậy là lãng phí cái nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính của chúng ta, thì nó cũng tác động đến cái kết quả thực hiện cái mục tiêu của chương trình. Quan điểm đường lối của Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống ngày càng được nâng cao đối với các tỉnh miền núi cũng như các vùng khó khăn. Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu đề ra cần phải sớm khắc phục những hạn chế tồn đọng trong công tác này, trong đó có công tác xây dựng, ban hành văn bản đối với công tác giảm nghèo. Khâu đột phá trong thời gian tới là cái vấn đề phải nâng cao cái chất lượng của cái tổ chức thực hiện. Trong đó có các cái văn bản và các văn bản phải đảm bảo như vậy là ngắn gọn, đồng thời là rõ ràng và tránh cái sự chồng chéo. Và khi mà thực hiện các cái văn bản đó thì ở dưới cơ sở phải thực hiện được ngay. Cần phát huy cái vai trò của các ban chỉ đạo của các chương trình mục tiêu quốc gia. Và thứ hai là cần phải có một quy chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, để công tác giảm nghèo đa chiều thực sự bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% một năm như nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra. Ngoài quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành địa phương, cũng cần sự nỗ lực không ngừng và tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên thoát nghèo của mỗi cá nhân, cộng đồng, dân cư.